Bây giờ như này nhá, bỏ Grab rồi, bây giờ bắt đầu mùa coin đến thì bắt đầu phải lao vào để mà làm KOL coin thôi. Không làm được Binance thì làm cái một số cái sàn mới để KOL Quang Linh ấy, coin nó lên rồi mà phải nhảy vào. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy một số cái KOL nó Quang Linh thì đợt này vào MXC này nhá, đây theo cái này này, theo cái này MXC của ông già này, Quang Linh nhá. Sau đó check xem hệ thống USDT kinh khủng, hàng ngày trả kinh khủng lắm nhá, ở dưới này đúng không, theo cái dưới này nhá, xem rất đều. Thế mà chúng ta cần phải học về tư duy của Bitcoin này, tư duy cày commission hoa hồng này, các cái tư duy về hedging hai đầu này, buy và sell này, gỡ lệnh như thế nào này, trong coin nó cũng có thế, cũng hedging hai đầu, tìm hiểu nhé. Đó là những cái tư duy phải theo dõi để xem Quang Linh vẫn mãi đỉnh nhá. Vấn đề chúng ta bắt đầu lập linh đi, chuẩn bị bắt đầu đến mùa rồi nhá. Mùa chưa, mùa chưa.